Tin cực nóng, súng động dư luận, Bộ Công an phát lệnh triệu tập Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ vấn đề liên quan đến vụ nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh bị dính thuốc và nhập viện tại bệnh viện trợ rẫy trong mấy ngày vừa qua. Đó là những thông tin không chính xác. Hiện nay có một số đối tượng phản động lưu vong ở Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức tuyên truyền những thông tin không chính xác, bêu xấu đảng và nhà nước ta. Chúng cố tình chia rẽ lòng dân, kích động nhân dân. Để hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn trang mạng TBG đã viết. Kính thưa quý vị, trong một thông tin rúng động trong sáng ngày hôm nay, những người làm chương trình của chúng tôi cập nhật từ thông tin nội bộ liên quan đến sự việc của thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày nữ tiếp viên võ tú quỳnh nằm điều trị tại bệnh viện trợ rẫy của Thành phố Hồ Chí Minh, thì thiếu tướng Lê Hồng Nam này đã có những biểu hiện đáng ngờ, mà trên thực tế là trong thời gian trước đó, thiếu tướng Lê Hồng Nam liên tục gặp gỡ và tiếp xúc với nữ tiếp viên võ tú quỳnh với lý do lạ. Thiếu tướng Lê Hồng Nam này cho rằng mình cần phải gặp động viên nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh để nữ tiếp viên cung cấp toàn bộ sự thật, những lời khai liên quan đến đường dây bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines đưa sách ma túy từ Pháp về Việt Nam. Nhưng trên thực tế đối với vai trò của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì trong những ngày trước của những người làm chương trình chúng tôi đã đề cập đến Quý vị, sau khi xảy ra sự việc, Võ Văn Thưởng đã điện thoại chỉ đạo cho bà Võ Thị Ánh Xuân, đã điện thoại chỉ đạo trực tiếp cho Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng với đó là thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc công an nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay lập tức sau đó thì thiếu tướng Lê Hồng Nam đã ký quyết định thả bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines không do dự mà ngay lập tức trong ngày hôm sau. Khi các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an tiến hành vào cuộc điều tra sự việc này thì thiếu tướng Lê Hồng Nam đã vội vã ký quyết định thả người. Rồi lúc đó các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an lại yêu cầu thiếu tướng Lê Hồng Nam phải cho triệu tập cấp bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines lên để phối hợp điều tra lấy lời khai trong khi sự việc bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines này có nhiều yếu tố mà các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an cùng đứng đầu chỉ huy cho sự việc này là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang cần phải vào cuộc điều tra làm rõ. Ngay lập tức sau đó thì thiếu tướng Lê Hồng Nam lại bị mất đi cái quyền liên quan tới việc điều tra lấy lời khai của bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines nhưng trong quá trình nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh cùng với các nữ tiếp viên khác bị giam giữ tại công an của thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành điều tra lấy lời khai thì thiếu tướng Lê Hồng Nam này đã liên tục gặp gỡ đối với nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh với lý do là mình cần gặp riêng để cho nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh khai ra tất cả mọi vấn đề liên quan tới sự việc mà các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an đang cần. Ngay lập tức trong những ngày sau đó thì nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh đã phải ngã gục xuống bàn và phải nhập viện vào bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành cấp cứu tại đây. Nhưng điều đáng nói là khi nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh nhập viện vào bệnh viện trợ rẫy của thành phố Hồ Chí Minh thì thiếu tướng Lê Hồng Nam này không liên quan gì đến vấn đề. Trong vụ việc điều tra của bốn nữ tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines và thực tế đến giờ phút này là sự việc bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines trực tiếp do ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo cho các điều tra viên của Bộ Công an vào cuộc để điều tra làm rõ. Thế nhưng thiếu tướng Lê Hồng Nam liên tục đến bệnh viện trợ rẫy và thăm gặp đối với nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh. Rất may là các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an đã ngăn chặn hành vi này của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh đã tỉnh lại, như trong bản tin lần trước những người làm chương trình của chúng tôi đã cung cấp đến quý vị. Thì lúc ban đầu nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh này đã khai một số lời khai ban đầu liên quan tới sự việc thăm gặp trước đó là mình đã tiếp xúc trực tiếp đối với Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay tại trại tạm giam của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vậy là đến giờ phút này sau khi có những ghi âm lời khai ban đầu của nữ tiếp viên võ tú quỳnh tại bệnh viện trợ rẫy sau khi nữ tiếp viên võ tú quỳnh tỉnh lại thì các cơ quan chức năng điều tra của bộ công an đã tiến hành chuyển hướng điều tra sang thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an nhân dân thành phố hồ chí minh theo một thông tin mà chúng tôi cập nhật được là trong sáng ngày hôm nay, thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bị các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an vào cuộc để liên quan tới làm rõ vấn đề nữ tiếp viên võ tú quỳnh đã khai thiếu tướng Lê Hồng Nam này đã tiếp xúc với nữ tiếp viên võ tú quỳnh. Sau khi đó thì ai cũng đã biết rõ nữ tiếp viên võ tú quỳnh đang vào diện điều tra đặc biệt trong những ngày trước đó. Vì thực tế đối với những sĩ quan cấp dưới, thiếu tướng Lê Hồng Nam này đều không có quyền vào thăm gặp nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh với sự bảo vệ nghiêm ngặt của các cán bộ điều tra trại tạm giam của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trên thực tế, thiếu tướng Lê Hồng Nam là giám đốc Công an nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã dựa vào quyền lực của mình trong khi nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh đang bị giam giữ tại công an của thành phố Hồ Chí Minh thì thiếu tướng Lê Hồng Nam vào lấy cớ là thăm gặp để động viên Võ Tú Quỳnh khai ra những lời khai liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và ngay lập tức sau đó thì ai cũng biết rõ hành động động cơ gây án của thiếu tướng Lê Hồng Nam này là quá rõ ràng. Vậy là đến giờ phút này các cơ quan chức năng điều tra của Bộ Công an nắm được lời khai căn cứ của nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh trong tay thì ngay lập tức đã có lệnh triệu tập đối với Thiếu tướng Lê Hồng Nam, yêu cầu hợp tác trong vấn đề lời khai của nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh, liên quan đến vấn đề mà Thiếu tướng Lê Hồng Nam này đã liên tục tham gặp đối với nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh trong những ngày vừa qua mà các cơ quan chức năng đều nghi ngờ vấn đề liên quan đằng sau việc nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh bị bỏ thuốc nhập viện là có bàn tay của Lê Hồng Nam. Khi chưa điều tra cụ thể những vấn đề liên quan tới sự việc này, nhưng đến giờ phút này, tất cả mọi vấn đề đều đổ về hướng Lê Hồng Nam và có lẽ khi bộ công an chưa tiến hành vào cuộc để điều tra làm rõ những vấn đề này thì đến giờ phút này ai ai cũng biết rõ là sự việc đối với nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh bị dính thuốc chắc chắn là có bàn tay nhúng chàm của thiếu tướng Lê Hồng Nam. Đối với thiếu tướng Lê Hồng Nam mà nói trong thời gian vừa qua, y làm giám đốc công an nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng thực tế thì từ trước cho đến giờ chưa có đời giám đốc công an nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nào mà nhận nhiều sự tai tiếng như thiếu tướng Lê Hồng Nam. Không biết cây đa cây đề nào đã chống lưng cho thiếu tướng Lê Hồng Nam này, nhưng y vẫn ngồi vững đến giờ phút này và có lẽ không ai khác là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và tất cả những thế lực miền Nam mà Võ Văn Thưởng đã thâu tóm trong thời gian vừa qua. Nhưng trên thực tế sự việc xảy ra đối với thiếu tướng Lê Hồng Nam từ lúc xảy ra sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng xảy ra sự việc của bốn nữ tiếp viên hãng hàng không việt nam airlines cho thấy thiếu tướng lê hồng nam này đã lộng hành không ai bằng điều đáng nói là trong những ngày vừa qua bộ công an đã bất mãn với thiếu tướng lê hồng nam với quyết định khi thả bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không việt nam airlines một cách vội vàng khiến cho các cơ quan chức năng điều tra của bộ công an phải lúng túng trong sự việc điều tra quy trách nhiệm cho thiếu tướng lê hồng nam này liên quan đến vấn đề bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không việt nam airlines là một vấn đề chính xác vì thực tế đến giờ phút này, nếu như Bộ Công an quyết định rầm rộ là triệu tập bắt giam lại bộ nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines, vậy thì chả phải là trò cười cho thiên hạ hay sao? Khi trước đó, cũng chính Công an đưa ra quyết định là thả tự do cho bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines, như chúng tôi đã nói. Vậy thì sau khi Thiếu tướng Lê Hồng Nam này quyết định thả bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines, thì đến giờ Bộ Công an muốn lấy lời khai của bốn nữ tiếp viên này thì báo chí lại viết rằng bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines tuy được thả tự do nhưng vẫn phối hợp để điều tra. Phối hợp để điều tra ở đây thực tế là bị bắt giam tại công an thành phố Hồ Chí Minh. Đến giờ phút này thì bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines vẫn đang trong quá trình điều tra để lấy lời khai. Thực tế thì bốn nữ tiếp viên này đã khai ra rất nhiều vấn đề, nhưng nhiều vấn đề quan trọng sau đó thì Tô Lâm lại không thể gỡ nổi. Đến giờ phút này, chắc có lẽ đối với một thiếu tướng thì Tô Lâm sẽ cho Lê Hồng Nam nhận cái kết đắng. Trong những ngày tiếp theo, khi nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh khai ra những vấn đề rung động, vậy là bàn tay nhúng chàm của thiếu tướng Lê Hồng Nam này không thể nào chối cãi được nữa. Quý vị thân mến, toàn bộ những thông tin trên là nguyên văn những gì trang mạng phản động lưu vong ở Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức đã nói. Chúng tôi kịch liệt phản đối với những thông tin không chính xác như trên. Một số đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài cố tình bêu xấu lãnh đạo đảng và nhà nước. Chúng tôi luôn tin tưởng vào đảng và nhà nước. Kính mong quý độc giả hãy lựa chọn những thông tin chính thống và đã được cơ quan nhà nước công bố. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.